để các máy tính có thể liên lạc với nhau qua mạng, chúng phải sử dụng cùng một ngôn ngữ hay còn gọi là giao thức. Giao thức là một hệ luật và chuẩn cho phép các máy tính trong mạng liên lạc với nhau. TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol, Internet Protocol. TCP/IP không chỉ gồm hai giao thức, mà thực tế nó là tập hợp của nhiều giao thức. Chúng ta gọi đó là một họ giao thức hay bộ giao thức. Khóa học sẽ tập trung vào bộ giao thức này. Để cho phép các máy tính trao đổi dữ liệu với nhau, TCP/IP sử dụng mô hình truyền thông 4 tầng hay còn gọi là mô hình DOD. Các tầng trong mô hình này là tầng ứng dụng, tầng giao vận, tầng liên mạng và tầng giao diện mạng. Mỗi giao thức của họ TCP/IP đều thuộc một trong các tầng này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tầng giao diện mạng. Tầng giao diện mạng có trách nhiệm đưa dữ liệu tới và nhận dữ liệu từ phương tiện truyền dẫn. Tầng này gồm các thiết bị phần cứng vật lý, chẳng hạn cạc mạng và cáp mạng. Một cạc mạng, chẳng hạn cạc Ethernet, chứa một số hexa 12 ký tự dạng A5, 50, 08, 22, D4, 65. Số này được gọi là địa chỉ MAC hay địa chỉ điều khiển truy nhập phương tiện. Như chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau, MAC đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh địa chỉ và truyền dữ liệu. Một số giao thức tiêu biểu thuộc tầng này gồm ATM, Ethernet, Token Ring, FDDI, Frame Relay. Nằm bên trên tầng giao diện mạng là tầng liên mạng. Tầng này có chức năng đánh địa chỉ, đóng gói và định tuyến dữ liệu. Bốn giao thức quan trọng nhất của tầng này gồm giao thức IP, viết tắt của Internet Protocol, có chức năng đánh địa chỉ cho dữ liệu trước khi truyền và định tuyến chúng tới đích. Giao thức ARP, viết tắt của Address Resolution Protocol, có chức năng biên dịch địa chỉ IP của máy đích thành địa chỉ MAC. Giao thức ICMP, viết tắt của Internet Control Message Protocol, cung cấp chức năng thông báo lỗi trong trường hợp dữ liệu truyền bị hỏng. Cuối cùng là giao thức IGMP, viết tắt của Internet Group Management Protocol, có chức năng điều khiển truyền dẫn đa hướng hay multicast trong TCP/IP. Truyền dẫn đa hướng là truyền từ một điểm tới nhiều điểm. Giao thức này sẽ được trình bày chi tiết hơn ở phần sau. Tầng trên cùng là tầng ứng dụng. Tầng này gồm nhiều giao thức cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng người dùng. Chúng được sử dụng để định dạng và trao đổi thông tin người dùng. Một số giao thức thông dụng ở tầng này là giao thức cấu hình chạm động DHCP, hệ thống tên miền DNS, giao thức quản lý mạng đơn giản SNMP, giao thức truyền tệp FTP, giao thức truyền tệp thông thường TFTP, giao thức truyền thư đơn giản SMTP và giao thức theo net. Hoạt động của những giao thức này sẽ được trình bày chi tiết trong chương 6. Đến thời điểm này, bạn đã được làm quen với các tầng trong chồng giao thức TCP/IP. Có thể câu hỏi bạn đặt ra lúc này là dữ liệu được chuyển qua các tầng như thế nào? Bài tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Truyền thông trong mạng là một thủ tục phức tạp, bao gồm một loạt tiến trình. TCP/IP truyền dữ liệu qua mạng bằng cách chia nhỏ dữ liệu thành các khối nhỏ, được gọi là gói. Tên của những gói này sẽ thay đổi tùy theo chúng thuộc về giao thức nào. Truyền một lượng dữ liệu lớn, tương đương với một gói lớn qua mạng, mất khá nhiều thời gian và có thể làm giảm đáng kể hiệu suất mạng hoặc gây tắc nghẽn toàn mạng. Do vậy, cần chia dữ liệu thành các gói nhỏ để chúng có thể dễ dàng di chuyển trên mạng. Điều này tránh được tắc nghẽn mạng và cho phép các máy tính khác cũng có thể truyền dữ liệu. Nếu một gói bị hỏng thì chỉ cần truyền lại gói đó, chứ không cần truyền lại toàn bộ dữ liệu. Quá trình truyền dữ liệu bao gồm nhiều bước, trong đó có bước tổ chức dữ liệu thành các gói nhỏ hay khung tại máy tính nguồn. Bước này được gọi là phân mảnh dữ liệu. Gói dữ liệu ở tầng liên kết dữ liệu được gọi là khung.
một khung chứa nhiều thành phần khác nhau đảm nhiệm các chức năng cụ thể trong quá trình truyền dữ liệu. Khi các khung tới được máy tính đích, chúng sẽ lập tức được ghép lại với nhau. Mỗi tầng trong trồng giao thức TCP/IP đều liên quan đến những quá trình này, cả tại máy tính nguồn và máy tính đích. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm gói. Tại mỗi tầng trong trồng giao thức TCP/IP, gói được gọi bằng các tên khác nhau. Khi gói được chuyển từ trên xuống qua các tầng, giao thức tại mỗi tầng thêm vào các gói thông tin riêng. Thông tin riêng này được gọi là tiêu đề của giao thức. Có nhiều thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng để chỉ gói và thông tin thêm vào, tùy thuộc gói được gắn với giao thức nào. Trong TCP, đơn vị truyền được gọi là phân đoạn. Nó chứa tiêu đề TCP và dữ liệu ứng dụng. Trong các giao thức không tin cậy như ICMP, UDP, IGMP và AAP, đơn vị truyền được gọi là thông báo. Nó gồm phần tiêu đề và dữ liệu ứng dụng hoặc dữ liệu giao thức. Trong giao thức IP, đơn vị truyền được gọi là gói dữ liệu. Nó gồm phần tiêu đề và dữ liệu từ tầng giao vận. Ở tầng giao diện mạng, đơn vị truyền được gọi là khung. Nó gồm tiêu đề và dữ liệu từ tầng IP.